Xin kính chào quý vị bà con cô bác đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình nha. Hiện giờ là mình đang có mặt tại kênh đào Phù Nam ở ngay cái cầu Ta Keo đây. Kênh đào Phù Nam này nó cách thủ đô Phnom Penh khoảng 40 cây số nè. Nó nằm ở cái làng Red Ta Keo. Cái làng Red Ta Keo, nó kênh đào Phù Nam là trước mắt này các bạn. Bây giờ mình sẽ quay dài lại cho các bạn xem ha. Hiện giờ là khoảng 3 giờ chiều nè các bạn. Bây giờ là mới 3 giờ chiều thôi, ngày mai mới là ngày lễ khởi công á, mà bữa nay trước một ngày nè. Mình quay trước một ngày cho các bạn xem, mà giờ trước một ngày là vẫn còn đã có rất là nhiều xe rồi. Đây, bây giờ ở đây cũng có rất là nhiều cảnh sát nè. Cảnh sát nãy giờ ngủ uống nước, bây giờ người ta đi bắt đầu người ta qua cái kênh đào đây. Nè các bạn, còn đây là cái cầu Ta Keo đây. Cái cầu này là mình sẽ nói từ cái sông ngoài kia vô mình đào cái kênh ha, xong mình sẽ đi qua đây. Giống như là ở đây có cái kênh sẵn hả, nhưng mà cái kênh nhỏ đó rồi chúng ta sẽ mở rộng ra, ở bên Campuchia sẽ mở rộng ra để làm một cái con kênh đào Phù Nam nha, cái một là một cái kênh đào lớn đó. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển tới để mình quay cho các bạn xem cho gần hơn ha. Đây là chỗ mà kênh đào tới ngoài quốc lộ 1 đây các bạn. Đây bạn có quốc lộ 1 nè, nếu như mình đi cái hướng này á, mình quẹo phải nè, là mình sẽ đi về Việt Nam nha, là mình chạy 130 cây số nữa là mình sẽ tới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài á, ở Tây Ninh á. Là từ đây mà về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 200 cây số nha. Khoảng 200 cây số. Đây còn giờ mình sẽ lại ngay cái cầu Ta Keo này, mình quay vô trong cho dễ ha. Đây. Đó. Giờ ở đây là các bạn có thể nhìn thấy vô tuốt phía trong được nè. Đó. Kênh đào là dài vô trong đó khoảng 200-300 m rồi, người ta là bên Campuchia người ta đào trước khoảng 200-300 m để người ta làm lễ á, để ngày mai ta làm lễ khởi công nè. Các bạn thông cảm nha, mình đi đường xa nó mệt quá, mình nói chuyện nó hơi bị đuối. Nè các bạn coi xe cộ quá chừng luôn nè, là ngày mai giờ đúng 12 giờ đêm nay là sẽ cấm cái đường mà đi từ hướng mà cái hướng Việt Nam mình qua các bạn, là chỉ cho một cái hướng là hướng từ thủ đô Phnom Penh đi xuống đây thôi. Tại vì ngày mai là lượng xe sẽ rất là đông luôn. Không, hồi nãy mình đi xe trên kia xuống đây là kẹt xe kéo dài là cao cái mấy cây số, mà khoảng 2-3 cây số á. Đây công an được phân bố vô trong các đường nhánh đâu nhiều các bạn để đảm bảo trật tự, để đảm bảo an ninh nè. Đây còn hướng này là hướng đi về thủ đô Phnom Penh đây nè các bạn, nhìn đông ghê không, xe bây giờ là tới khu vực này đông quá là người ta di chuyển rất là chậm luôn. Bây giờ mình sẽ zoom lại vô phía trong cho các bạn xem ha. Ở đây là phía trong kênh đào đây, nhưng mà mình không được phép vô, dài tuốt phía trong luôn á. Ở phía ngoài sông các bạn, ngoài sông bắt đầu đào vô là có dựng một cái sân khấu dưới nước á. Sân khấu này dựng trên một chiếc xà lan bự khổng lồ luôn á, để ngày mai làm lễ các bạn. Là ngày mai là lễ khởi công kênh đào Phù Nam, là cũng là ngày sinh nhật của ông Hun Sen luôn nha. Là ngày mai sinh nhật lần thứ 72, cũng trùng ngày với lễ khởi công luôn. Đó bây giờ xe quá chừng xe luôn nè. Xe nãy giờ kẹt xe dài luôn. Hồi nãy trước khi mình quay phim các bạn, tại mình thấy có quân đội đồ nhiều á, là mình trước khi mình quay phim là mình có bấm Google dịch đó, mình hỏi các anh cảnh sát đó. Anh cảnh sát nói là nếu như quay bây giờ liền bây giờ thì được phép, nên mình mới dám lấy điện thoại ra mình quay đây. Bây giờ mình sẽ đi là một khúc nữa mình quay cho các bạn xem cái bãi để xe ha, cái bãi để xe bự khủng khiếp luôn. Cái bãi để xe công trường nè. Cái nhà tôi bên đây là cái công trường các bạn, ở trên bản đồ đấy là công trường xây dựng kênh đào Phù Nam. Nó cái nhà tôi trên đây bự lắm, như một cái xí nghiệp vậy đó. Đây không có ai quay phim hết các bạn ơi, chỉ có một mình với cái chú chạy túc kia nãy, chú lại chú quay có chút xíu là chú đi rồi, không có YouTuber nào quay hết trơn. Giống như sự kiện đây, sự kiện rất là lớn luôn. Nhưng mà giống như bên đây YouTuber ít đó các bạn, với lại đối với người ta nó cũng không có sốt giống như bên mình đó.
cỡ bên mình mà quay về chắc là rất là nhiều anh em YouTuber tới quay luôn á. Nhưng mà ở đây mình thấy chỉ có một mình à. Đây là cái bãi để xe đây các bạn. Bãi giữ xe bự khủng khiếp luôn. Khoan để mình kiếm chỗ nào ngon ngon mình đứng đó mình quay cho các bạn xem ha. Để giờ mình đi lại nữa. Bên đây mấy anh cảnh sát bên quân đội người ta thân thiện lắm. Ta thấy mình quay ta cười cười ta chào chào nữa. Mà không biết chú có tịch thu cái điện thoại không nữa nè. Ông mà không sao, mình có xin phép rồi mình mới chấm quay mà. Đây để mình tiến tới phía trước ấy. Tiến tới phía trước kiếm chỗ ngon ngon đứng quay. Nắng quá các bạn ơi, nắng khủng khiếp. Nắng Campuchia. Rồi mình kiếm được chỗ ngon rồi đây. Bữa nay chắc ở đây chắc có cả mấy ngàn cảnh sát các bạn. Ông quá chừng đông luôn. Ngày mai đã dự kiến là có ít nhất là khoảng 10 người tham dự đó. Các quan chức rồi các sư sãi ở chùa chiền nữa đó. Đây các bạn, trước mắt các bạn là cái bãi để xe các bạn. Cái bãi để xe hơi á. Để xe hơi để ngày mai mà cho khách người ta tới người ta tham dự lễ á, là sẽ có chỗ để xe. Nó đầy rộng chắc mấy mẫu luôn á. Còn cái kênh đào Phù Nam là nằm ở phía bên kia cái nhà xưởng này nè. Cái công trường rồi đó. Đó, còn ở phía trong các bạn là cái một cái con sông. Sông đó, sông gì mình quên tên là hình như mình nhớ không lầm là sông Ta Keo á, nó chảy về sông Tiền. Nó chảy về sông Tiền, nó chảy về hướng phải nè. Là nó chảy về sông Tiền của Việt Nam mình. Để bây giờ mình sẽ zoom lại cho các bạn xem ha. Do mình đứng ngoài đường các bạn, xe chạy nhiều quá nên xe nó thường xuyên nó chạy ngang nó khuất cái tầm nhìn á. Nên các bạn thông cảm nha. Giờ chắc đi vô trong công trường người ta đang làm mà mình quay chắc người ta không cho đâu. Thôi bây giờ là mình sẽ cập nhật tin tức ở ngoài đây nha các bạn. Cập nhật tin tức trước một ngày đi, rồi khi nào ngày mai làm lễ á, xong rồi được phép quay đi vô trong á. Gọi là làm lễ xong á là mình sẽ đi sâu vô bên trong mình quay cho các bạn xem. Bên trong có nhiều đường nhánh ở trong sớm lắm. Mình biết mấy cái đường ở đó để ngày mai có gì mình quay cho. Còn bữa nay thì mình sẽ quay ở phía bên ngoài nha. Bãi giữ xe hết hồn. Giờ có một số xe dựng sẵn ở phía ngoài nè. Dựng dài tuốt trong kia luôn, chắc cỡ 30-40 chiếc gì đó. Còn ở phía trước này là xe nói đuôi theo hàng dài luôn nè. Để mình đi lại khúc nữa mình quay cho các bạn xem tiếp ha. Đi bộ lại khúc nữa rồi. Đó. Xe đậu hai bên đường. Bữa nay mà là chỉ là giấc chiều mới trước có một ngày thôi mà đã đông như vậy rồi. Ngày mai chặn đường cái hướng này là phải rồi. Chỉ ưu tiên cho cái hướng mà hướng từ Nông Bên. Ưu tiên cái hướng Nông Bên xuống đây. Để cho quan chức với người dân ở Nông Bên ưu tiên là xuống đây. Còn cái hướng mà hướng phía đông này nè các bạn. Hướng đi về hướng Việt Nam, cái hướng đi về tỉnh Svay riêng đó thì là ngày mai là chặn đường luôn, cấm đường luôn. Tại vì mình biết là nãy do cái anh tài xế ảnh nói với mình á, tại người ta thông báo cho dân tài xế nhà xe đồ á. Nên người ta biết nên nãy ảnh cũng nói cho mình biết á. Đó các bạn coi nè, xe đông ghê không? Đó. Nói dài dài tại vì chỉ cho chạy có một lane nha, là không được vượt nha. Một lên là nói đuôi nhau là chạy thôi, là chạy một hàng thôi đó, chứ không được vượt nhau. Để mình đứng hướng này mình quay vô khúc cho các bạn xem ha. Dài sọc tút trong kia luôn. Không biết giờ sau mới được đi vô ta. Hình như là tối nay trong đây là có chỗ ngủ lại nè. Nếu như có chỗ ngủ thì mình vô đây mình ngủ chung với người ta. Còn không có thì mình phải bắt xe ngược vô hướng thủ đô để mình kiếm khách sạn mình ngủ. Chứ vòng vòng này vắng các bạn. Vắng que luôn á. Nó không có nhiều nhà nghỉ giống như bên Việt Nam mình. Quá đông rồi các bạn ơi. Giờ mình đang đi hướng của đi về Việt Nam nè. Là cái hướng ngày mai sẽ bị cấm nè. Ôi xe quá chừng đi. Đi không dám ra ngoài luôn á. Rồi tranh thủ đi qua xe này là có chỗ trống. Đó. Trời ơi,
hai bên đậu dài sọc, rồi xe di chuyển ngoài là chỉ di chuyển một hàng một thôi cho nó trật tự á, không được phép vượt đồ này kia đó, nên tình hình giao thông đây giờ bắt đầu nó bị chậm lại, xe di chuyển chậm lại. Quá trời bên này các bạn xe hơi không, kiểu như cái này là quan chức chứ là cán bộ đồ này kia, người ta đi nhiều quá nên ta đi xe hơi nhiều lắm. Rồi giờ mới có chiều hôm trước mà mình thấy có cả mấy trăm chiếc xe hơi á, xe hơi với xe khách luôn, xe khách đoàn á, nè nó dài các bạn, dài tới kia 2-3 cây số luôn á. Giờ mình đi tới nó không biết mình quay chừng nào cho các bạn xem xong nữa. Thôi để giờ mình quay lại đi ha. Mình mới vừa thấy trong bãi để xe người ta đem cờ gì ra quá chừng nè, đem cờ đem quốc kỳ của Campuchia ra đó, đem ra chắc mấy trăm cái, để giờ mình đi lại đó mình tìm cách mình đi vô trong mình quay coi được không ha. Chứ quay ngoài đây nãy giờ cũng đi vòng vòng ngoài đường à, chứ chưa vô trong được. Đó mình thấy đem cờ ra chắc giống như người ta đem ra người ta cắm trước hay sao nè. Quá chừng xe. Ngày mai là công an sẽ tăng cường, là cảnh sát các bạn sẽ tăng cường là sẽ đông hơn nữa. Đó trong đó kìa, đem cờ ra kìa. Tức quá các bạn ơi, xe anh chạy nó mình quay không có được. Để mình tìm cách mình đi qua đường mà mình quay ha. Rồi qua đường thành công nha. Đó giờ mình sẽ đứng đây mình quay gần được nè. Đó. Nè có mấy anh cầm cờ đi ra đây nè. Không biết cầm cờ đây đem đi cắm ở đâu nè. À, không biết đem cờ đi cắm đâu nè. À mình quên nói với các bạn là cái dịp mà khởi công kênh đào Phù Nam này các bạn, là mình đi dài đường luôn, là có in những cái băng rôn mà giống như là nói về cái việc là xây kênh đào này nè, là từ thủ đó, từ cửa khẩu Một Bài dài tới đây luôn, trăm mấy chục cây số luôn, là cứ cái chỗ nào chùa chiền hay là cơ quan nhà nước hay trạm y tế, chỗ nào mà căng cái băng rôn được là người ta đều căng hết. Cái băng rôn giống như có hình của ông Hun Sen, rồi có hình có cái hình của kênh đào á, là căng lên nhiều lắm. Hình như trong đó là giờ người ta tập vợt gì các bạn, người ta cầm cờ ra người ta đi quá chừng nè, hay là người ta đi tuyên truyền hay gì nè, ta cầm cờ với người ta cầm những cái hình mà cái hình kênh đào á nè, cái hình kênh đào giống giống vậy vậy nè, để mình phóng to cho các bạn xem ha. Đó là hình giống vậy nè, là căng ra dài đường luôn á. Đây mấy anh cầm cờ quá chừng nè, mà mình không biết tiếng Cam nên mình không có hỏi được mấy anh cầm vậy anh chi. đây các bạn có hình kênh đào nè, đó là hình này nè, đó là anh mới đưa cho mình xem á. Đó, giờ trong đây người ta đi bộ ra quá chừng nè. Ngày mai cái bãi đậu xe này là đảm bảo các bạn là sẽ đậu đặt ngẹt hết luôn. Để bây giờ mình sẽ đi theo người ta coi người ta cầm những cái lá cờ này người ta đi đâu ha. Những cái lá cờ với lại những cái băng rôn mini này nè, không biết ta cầm đi đâu. À cái này nó giống như là một cái quạt các bạn, cái quạt mà có cái hình của kênh đào nè. Giờ mình sẽ đi theo coi người ta đi đâu ha, người ta đi đông quá chừng mà ta cầm cờ đi nè. Đi hai bên đường luôn. Hình như là người ta đi về xe á các bạn. Những chiếc xe khách mà 50 chỗ này chắc người ta ở xa lại á. Rồi vô đó người ta hoạt động gì trong đó đó. À đúng rồi, giờ ta lên xe người ta đi về nè. Rồi ngày mai người ta sẽ lại nè. À đúng các bạn, xe này biển số 5 bên. Có nghĩa là giống như đây là những đoàn xe ở 5 bên các bạn.
vô trong kia người ta tập vợt để ngày mai ta cầm cờ hay sao á, để ngày mai phục vụ cho cái chương trình lễ khởi công của ngày mai đó. Rồi, kiểu giờ tập vợt xong giờ người ta đi về nè, ai cầm cờ nấy, cờ của ai nấy giữ á, rồi ngày mai là bắt đầu chính thức vô lễ. Cái này chắc cả ngàn người á, trời ơi xe đậu dài. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại phía đầu kênh đào, mình quay tiếp ở đó ha các bạn. Mình đi lại đây mình quay khung cảnh dài ở đây xong rồi mình quay lại khúc đẳng ha. Trời giờ đông quá chừng, cả mấy ngàn người người ta đi ra mà. Ôi chuyển mưa luôn nè. Hầu 30 phút trước đây nắng cháy da, giờ chuyển mưa đen thui nè. Này chắc tối nay mình phải bắt xe ngược vô thủ đô để mình kiếm khách sạn ngủ các bạn. Chỗ này nó vắng lắm, không có khách sạn gì hết trơn. Đây giờ ta bắt đầu người ta đi về đây. Đi về đông ghê không? Do đây là một cái công trình lịch sử các bạn, một công trình phải gọi là dấu ấn lịch sử của Vương quốc Campuchia nên người ta tổ chức rất là hoành tráng luôn, mà không ai quay phim hết trơn, có mình quay à, chắc ngày mai mới có đài truyền hình quay thôi chứ bữa nay là duy nhất của mình quay à. Có ông chú chạy túc túc nè, ông quay mà ông đi về rồi, ông đi chạy xe tiếp rồi. Quá chừng đông. Rồi đi dài lại ha. Giờ mình sẽ không cắt sót nữa, mình sẽ quay sót dài luôn để các bạn dễ hình dung cái khung cảnh đây ha. Cắt quá các bạn nhìn các bạn không biết cái hướng nào á. Đây cái hướng này là hướng mình đang đi thẳng vô thủ đô Phnom Penh đây. Đó và cái kênh đào là nằm phía bên phải đây. Giờ mình sẽ đi thẳng lại phía kênh đào ha. Ôi quá chừng xe. Chút nữa mình bắt chiếc túc túc đi vô thủ đô mình ngủ. Chứ đây là thua rồi, đây khách sạn ít lắm. Rồi chuyển mưa đen thui luôn các bạn ơi. Bà con cô bác ơi, chuyển mưa đen thui rồi. Đó bây giờ là người ta ra về, chắc chút nữa là cảnh sát cũng về bớt, chắc có lẽ là mình sẽ đi vô trong mình quay được á. Còn giờ thì mình chưa đi vô trong quay được. À, giờ ta lên xe ta về nè, cả trăm chiếc xe 50 chỗ mà, quá chừng đông luôn. Rồi đi thẳng là hướng kênh đào nha các bạn. Mệt quá các bạn ơi, mình đi xe từ sáng giờ á tới đây rồi mình vừa xuống xe mình quay luôn, giờ khát nước quá nên mình nói chuyện nó hơi đuối xíu, các bạn thông cảm nha. Để mình quay đoạn nữa rồi mình mua gì ăn chứ mình mua nước mình uống, đói quá chừng rồi. Đây chỗ này có bán bánh mì nè các bạn, bánh mì thịt nướng. Đây, mày thịt nướng nhìn ngon ghê hả? À. Đây là lạp xưởng bò. Này bán lạp xưởng bò với khô nè. Thơm quá. Đây có thịt lộn nữa nè. À, thôi mình đi tiếp các bạn. Mình mới kể các bạn là mình đang đói bụng với khát nước, cái tới chỗ đó bán đồ nướng bánh mì đồ thơm quá. À, giờ trời chuyển mưa đen thui luôn rồi. À, nãy giờ chỉ là cái việc quay phim đây thì người ta thoải mái nha. Tại có công an, có cảnh sát rồi, có cảnh sát quân đội đồ đông lắm nhưng mà người ta vẫn cho mình quay á. Đó, chỗ này là chạy xe của mấy
tướng tá đầu vô nè, là ngày mai tướng tá là sẽ đi vô đường này nè. Rồi mình sẽ di chuyển tiếp nha, qua cái đoạn này đi, đoạn này cảnh sát đông quá, đứng sàn sàn người ta đuổi nữa mất công. Đây Bullet đây. À, mình cách cái kênh đào khoảng 50m ở phía trước nữa, giờ mình sẽ đi lại, mình đứng ở giữa kênh đào, mình quay cho các bạn xem ha, mình đi qua vô trong ha. Các bạn có nhận ra một điều gì không? Ở đây xe di chuyển đông đông chứ người ta rất là ít bóp kèn luôn. Qua đây đầu óc được thoải mái lắm, nó không có bị ồn ào do tiếng kèn nhiều quá đó. Rồi giờ mình sẽ di chuyển lại ở phía trước kênh đào mình quay luôn nha. Mình thấy ở phía trước có người đứng này, chắc có lẽ là giờ mình bon chen ra được. Mình sẽ trà trộn ra được ha. Nói trà trộn cho vui thôi chứ không phải mình là kẻ gian đâu nha. Đó. Đây để mình chỉ cho các bạn xem sơ là cái nữa cho các bạn dễ hình dung đó ha. Đó. Bây giờ là ở phía bên phải mình nè. Là hướng này là hướng đi về Việt Nam nè, cửa khẩu Một Bài nè, đi Sài Gòn nè. Xong mình đi qua hướng này á, là đi cái hướng này là đi thủ đô Phnom Penh nè. Là hướng này giờ đi thủ đô Phnom Penh còn 40 cây số nữa, và nằm phía bên phải các bạn. Khi mà các bạn di chuyển từ Việt Nam tới Phnom Penh á, là nhìn vô phía bên phải là sẽ gặp kênh đào liền luôn. Kênh đào đào từ ngoài sông vô tới đây khoảng 200-300m à, là người ta mới đào một khúc để ngày mai ta làm lễ á. Đó, đây là cầu Ta Keo đây. Đây cầu Ta Keo là có cống các bạn, có cống ngăn nước giống như để mùa nước nổi điều tiết nước để trồng lúa đó. Còn bên đây là người ta chưa đào nè, ta chưa đào, ta chưa vét nè, nên còn cỏ không à, còn cỏ cho nó xấu lắm, nó dài sọc luôn đó nè. Này ở phía dưới nè. Rồi giờ mình trà trộn lại ngay chỗ người ta đứng được nè, giờ người ta lên xe người ta về nè. Đó, mình thấy đông đông mình trà trộn vô. Bây giờ mình lại xách để mình quay ha. Đây đây là một đoạn của kênh đào đây. Đó, hai bên là dựng xe máy múc với xe ben đó để ngày mai làm lễ cho nó đẹp á. Bây giờ mình sẽ zoom lại cho các bạn xem ha, cái sân khấu ở đầu kênh đào nè. Cái đoạn này chiều ngang của kênh nó mới chỉ khoảng 40m các bạn. Người ta làm trước để người ta ngày mai ta phục vụ cho cái lễ khởi công á. Rồi sau này khi nào chính thức khởi công là người ta sẽ đào rộng ra thêm. Cái nguồn này là cái nguồn mình đọc được ở trên mạng nha, mình không biết có chính xác hay không nữa. Đây giờ người ta đứng tay chuẩn bị người ta lên xe người ta đi về Phnom Penh đây. Rồi chắc chắn là các bạn là sáng mai người ta sẽ đến đây sớm á. Ta đến đây sớm để người ta phục vụ cho cái buổi lễ khởi công kênh đào Phù Nam nè. Đây đây là cái cống của cầu Ta Keo đó các bạn. Nó có tới 3-4 cái cửa cống nè. Hình như là 3 cửa cống. Bây giờ mình sẽ quay lại phía trong cho các bạn xem lần ha, để mình canh chút nữa vắng vắng á. Rồi mình xin tao mình bay live cam thử có được không? Hoặc là ngày mai mà khi làm lễ á, khi làm lễ xong á, là mình xin người ta bay live cam để mình bay cho các bạn xem nó toàn cảnh rồi nha. Để chút vắng vắng rồi mình xin, còn giờ đông quá người ta không cho đâu. Để mình quay lại gần trong đó cho các bạn xem lại một lần nữa ha.
À, bây giờ người ta cũng về bớt nè các bạn, nó xe đoàn đoàn luôn, xe 50 chỗ mà cả trăm chiếc á. Giờ người ta nãy giờ người ta về bớt nên cũng vắng bớt rồi nè, chỉ còn có một tốp ít người đứng ngoài đây chờ những chiếc xe nằm sâu phía trong á, chạy ra đây nè. Đây mình zoom lại cái hình kênh đào là cho các bạn xem ha. Để mình đi lại đây một đoạn nữa các bạn, mình đi đoạn thử coi còn đông ha, đoạn hướng về đông bên đi. Đây đoạn này hướng về đông bên này. Giờ trời chuyển mưa các bạn nên gió quá, chắc có thể nó cái điện thoại nó sẽ bị ù ù gió. Nếu như các bạn xem mà có nghe tiếng ù gió thì các bạn thông cảm nha. Tại nãy mình không có lấy máy quay ra quay, mình lấy cái điện thoại ra quay không à. Gió mịt mù luôn. Ở đây cảnh sát ta cũng về bớt rồi nè. Mà bị cái giờ xe di chuyển qua đây là phải đi hàng một á, xe hơi á. Cái tiếng quốc lộ chính luôn mà phải đi hàng một á, bởi vậy nó dẫn đến tình trạng là bị kẹt xe như vậy nè. Tại công an này ta điều tiết ta không cho vượt á. Tiếng quốc lộ là tiếng quốc lộ 1 các bạn, tiếng quốc lộ chính luôn á. Là nói từ nông bên đi thẳng về Việt Nam mình á, là đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh luôn á. Đông lắm. Rồi giao thương hàng hóa nữa đó. Xe container với xe chở hàng nữa là người ta đi tiếng quốc lộ 1 này là nhiều nhất luôn nè. Ở phía xa còn dài quá các bạn ơi. Nếu như giờ mình đi đợi đằng kia nó chắc cũng cả cây số nữa đó. Để mình quay gần lại cho các bạn xem ha. Đó dài sọc luôn. Giờ chuyển mưa đùng đùng rồi nè, chuyển mưa tối trời hết nè. Rồi đây giờ người ta đang đi bộ lại xe nè. Đông ghê. Cái này theo mình nghĩ là người ta giống như là cầm cờ với cầm biểu ngữ để ngày mai ta làm lễ cho nó đẹp, cho hoành tráng, người ta xếp hàng đồ này kia, theo mình nghĩ là vậy đó. Rồi giờ người ta vô ta tập vợt trước các bạn, tại vì tập vợt đội hình trước á, xong mà người ta được phát cờ với phát cái biểu ngữ để đem về của ai nấy giữ, rồi ngày mai sáng mai sẽ tới đây là bắt đầu chính thức làm lễ á, lễ khởi công kênh đào Phù Nam. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ngày mai xem cái video mình quay lễ khởi công ở đây cho các bạn xem nha. Mà không biết ngày mai có cho dân thường mình vô nữa, nếu cho vô thì mình trà trộn vô thì mình quay nó sẽ thú vị hơn. À, giờ mấy anh công an cũng bắt đầu ta đi về bớt nè. Ủa cái mấy anh cảnh sát chứ lộn. Gió quá các bạn ơi, tại vì đường nó bụi á, mà chuyển mưa cái nó gió thổi cái là mịt mù luôn. Còn anh cảnh sát anh cầm cái bộ đàm, cái anten về cả mét mấy, dài chắc mét 2. Chắc mình gió quá các bạn. À đúng các bạn, ai cũng được phát áo nè. Là ngày mai là sẽ có đồng phục các bạn, chắc là đồng phục của nhiều đội nhóm á, người ta sẽ mặc lên cho đẹp á. Đó, đây là kênh đào đây, giờ mình đứng đây cho nó trống nè. Cái này hình như là đồng phục của các anh lái xe tải nè, lái xe ben với xe máy múc nè.
chứ không có cầm cờ. Đây giống như có anh YouTuber Campuchia nè, thấy đeo ba lô nghi lắm. À, đây là cái cống các bạn, có ba cửa cống của cái cầu này. À, đây là mình nhìn vô được nè, nhìn thẳng vô luôn, từ cái con sông bên đó, từ sông bên đó qua quốc lộ 1 này hình như khoảng chừng 300 m, à mình đoán khoảng vậy đó, là có được một khoảng 200 mấy 300 m là làm tạm nè, để ngày mai phục vụ cho lễ đây, để phục vụ cho ngày mai lễ khởi công đây. Thôi clip nãy giờ mình quay sơ sơ cho các bạn xem cái buổi chiều mà trước cái ngày diễn ra lễ khởi công một ngày á, mình quay cho các bạn xem sơ sơ ha. Rồi có gì ngày mai mình sẽ quay chính thức cái buổi lễ hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video tiếp theo trên kênh của mình nha. Rồi ngày mai mình sẽ quay cụ thể cho các bạn xem. Rồi xin phép chào tạm biệt nha. Đó, đây là ngoài đường đây.